Chú bảo chưa?
Rồi, thế bây giờ đây, bây giờ đã như thế thì nó rất là dễ thôi, thì các bạn có thể ngồi tại chỗ. Bây giờ chú sẽ đi chuẩn bị mẫu vật cho các con nhá. Tất cả mọi người chuẩn bị. Đây các con nhá, mẫu vật cho các con lần mới là rất là hay. Hai người một mẫu này. Đấy, thấy chưa? Đó, nhìn thấy mẫu chưa? Đấy. Đấy, chúng ta là hai đồ này đây. Chúng ta sẽ có bao nhiêu phút? 10 phút đi. 10 phút nhá. Ok. Sao lại ít thế, 15 phút đi. Bài điểm. Rồi, bài điểm. Bài.
Đây, bạn Trang là 7 nha. Rồi, của mình vẫn chưa được đâu sao? Chết rồi. Wow. Cái gì xấu quá. Đây là của Huy. Chắc của mày không xấu ấy nhở? Huy, Huy. Ai cũng có cái điểm đẹp và điểm xấu đúng không? Không phải là mình vẽ xấu mà mình vẽ chưa được đẹp, hoặc mình thời gian nào mình có hạn, mình không có nhiều thời gian. Nếu mà có nhiều thời gian thì tôi nghĩ là tất cả các cháu đều vẽ rất là đẹp thôi, không thể không mà có khi mình vẽ rất giống này luôn đấy. Vì nó cái gì đây? Oi si, wow. Cái này nó ở giữa mà, xong thì vẽ là mãi gì thế này? Vi này, rồi là xanh vị đậm. Cái trà xanh vị đậm này, nhìn này à, cái to thế nhỏ các bạn ạ. Không Vi chưa kịp tô cái màu nền này này, đây có cái màu nền này, có màu sữa này. Thì như thế này thì theo như cái chữ là chữ T này, là chữ T câu là thì T này của Trang cũng sẽ ở giữa hơn mà của Vi này. Cái vị trí nào của Vi sẽ được Trang 7, Vi 6. Ok. Quỳnh vẽ rất là đẹp luôn này. Nhìn thấy không? Đó. Gần giống. Sao lại cái này là màu đen? Thế vì thế là cái này đâu có màu đen đâu. Đấy, đây là sai. Đây là cái màu phun phun phun. Vẽ bình bình thì chắc là khó nhất trong này. Quỳnh vẽ là rất là đẹp đấy. Thôi lại vẽ sai một cái. Khó nhỉ? Rất là khó chấm điểm. Rất là tôi rất là đau đầu. Ôi, nhưng mà chữ tờ, có nhìn thấy chữ tờ đi. Chữ tờ ngắn lắm. Vì cái chữ T này lỗi là người ta không đọc cái thương hiệu của cái này. Cái này sẽ là đẹp đẹp rồi, mức 8 điểm hả? Rồi, 9 điểm đi. Cái này thiếu, chỗ này thiếu rất là nhiều đây. Cái chân này rất là nhiều luôn đấy, cái chữ này nó không có màu đen, không có tí màu đen. Cái này sẽ là 7 điểm. Ồ, ba bảo con Trang. Nhìn thấy không? Đây, cái này mà muốn 9 điểm sao? Con nhìn thấy là mấy điểm? 5 điểm. Mấy điểm? 5 điểm cái gì ngày mai là mấy điểm? Bạn mấy điểm? Vi mấy điểm? 6 à? Này thì điểm chưa? Cái màu này nó không nổi lên đúng không? Người ta đây cái màu này là màu trắng đây thì mình bắt điểm màu vàng đây. Cái này thì chỉ được ấy thôi. Mấy điểm? 6 điểm. Thế bây giờ thế này, để cho công bằng này nhá, không có hai nhóm cùng ăn đâu. Mẫu vật của chú thì cũng chỉ chuẩn bị có hai cửa bịch thôi. Thế này là không có hai nhóm bằng nhau được. Thế là hai nhóm vẽ là bất phân thắng bại. Chúng ta sẽ đến phần thắng bại trong vòng 2, ok chưa? Nhưng mà để giải quyết cái phần thắng bại vòng này đã, vì là chưa ai phục ai đúng không? Thế nên bây giờ sẽ mỗi đội sẽ cử ra một người quản thủ thi. Đấy. Để kết thúc vòng này, ok chưa? Không ba nhá. Nào, bên này cho này. Wow, các bạn trẻ cũng phải đấy à. Rồi, bên này này. Rồi, bên này này. Ok, hai chào, bạn Dung Tì cho mọi người là... Quỳnh thắng. Không Vi mà. Quỳnh. Không phải. Đội này cử ai cũng được mà, có trọng gì đâu. Đội của mình mà chiến thắng được cho phần mình mà. Ok nào. Chữ lạ đó. Đúng rồi. Đâu, lấy đi. Còn tôi tìm xem ai là người chiến thắng vòng này nhá. Ba kêu nhá. Một, hai, ba. Một đều. Hai một. Yeah.
nhỉ? Con. Nhưng mà thì chú không hiểu nhóm trẻ lắm, chú cũng không biết là thắng như là thắng nhỉ? Con. Thế là đội Quỳnh thua. Ồ, thế bây giờ là hình phạt là như thế nào nhỉ? À, bây giờ hình phạt là... Mỗi người chỉ trách một người đi. Đó là Quỳnh. Mỗi người cũng trách một người đi. Quỳnh, cha ra đây, chị biết sao mà cho em nhé. Nhưng đừng có biết. Là mình sẽ phải vẽ chuẩn hơn, đúng chưa? Bim 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 bim
người, mỗi người để xin phép một kiểu đúng không? Dạ. Bây giờ thế này, mặt sẽ như thế này. Mỗi 1, 2, 3 mỗi đội sẽ vẽ 2 sản phẩm. Đấy. Đây. Mấy phút được mấy phút ạ? Đây. Đây. Phần thi này sẽ là phần thi hết sức đặc biệt cho các bạn nhỏ. À đây có 2 đội này thì tôi không nghĩ là 2 đội này có thể phân bạn thắng thua được. Bây giờ thì mỗi một bạn sẽ vẽ một sản phẩm nhá. Mỗi một bạn. Đây. Boom. Boom. Đây là phần thưởng của đội vô địch ngày hôm nay. Đấy. Yeah. Đây là vô địch. Ngọc rồng, ngọc rồng. Okay. Đây, ngọc rồng như này nhé. Ngọc đen mình đấy các bạn. Bây giờ đây là hai mẫu sản phẩm của hai bạn nhỏ đó nhé. Đây. Để này cho mọi người nhìn rõ hơn. Đấy, nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Mọi người ơi, đẹp không mọi người? Rồi. Của mình đẹp hơn. Rồi. Ủa, của bạn có cái viên màu vàng vàng rồi. Thế bây giờ như thế này thì chúng ta cho hai bạn còn lại đánh giá nhé. Thì như thế này thì mình đánh giá là cái nào đẹp hơn. Hai bạn vẽ thì thôi cũng biết được. Đây như thế này thì cho đánh giá xem bên nào vẽ đẹp nào. Ngọc. À ngọc. Ok. Thế bây giờ chắc là hỏi Trang thì cũng vẫn thế thôi các bạn. Hỏi Trang thì vẫn thế thôi. Trang chắc chắn là sẽ đánh giá nào. Trang sẽ đánh giá xem nào ai vẽ đẹp nào. Các bạn vì thiếu cái viên ngọc. À vì thiếu viên ngọc. Thế nào thế tóm lại là bây giờ ai vẽ đẹp? Bạn Ngọc. À, đấy. Chú chưa cần phải đánh giá đâu, từ các cháu đã đánh giá hết rồi, đúng không? Thế Vi có chịu thua không? À, Vi thua tâm phục khẩu phục nha. Đã xấu hổ rồi đấy, một bác xấu hổ rồi. Thế đây chúng ta chưa cần phải đến một giám khảo nào cả. Tự nhiên hai bạn của đội đã đánh giá rồi. Thì đấy, đây, chúng ta thấy ngay là sản phẩm của Ngọc có vẻ đẹp hơn sản phẩm của bạn Vi một chút thôi, một chút xíu thôi. Bây giờ thực ra là bạn Vi cũng chưa có thời gian để vẽ hết thôi. Nếu như bạn Vi mà có thời gian để vẽ hết thì chắc là cũng không thua kém thì bạn Ngọc đâu. Nhưng vì thời gian là khoảng 10 phút quá hạn nên là bạn Vi vẽ lỗi rồi, nên là vẽ lại thì nó hơi mất thời gian một chút. Đấy. Nếu có thời gian thì tôi nghĩ hai bạn này cũng sẽ vẽ được như nhau thôi. Nhưng mà tạm thời với thời gian 10 phút thì bạn Ngọc sẽ đẹp hơn. Đấy, đối với sản phẩm này thì bạn Ngọc đã dẫn đầu nhá, là đã dẫn đầu ok. Cái này là mọi người sẽ xem bức tranh này nhá. Bức tranh này tinh. Wow. Không, cái bên này thật này. Cái này là bức tranh giấy của ta đấy. Ồ, được rồi. Bây giờ, như vòng trước thì nhân đây. Vi sẽ đánh giá xem nào. Bên trung nhân hồng Trang. Gì? Đâu? Ồ, cái Trang 22 này. Đây, hình cái nào? Này. Ồ, con hình này bị lỗi nhá. Cái gạch gì? Cái này sai, cái này. Rồi. Trang thì cho Quỳnh đánh giá này thế nào, Trang còn đúng hơn. Bạn Quỳnh còn Trang viết cái nắp hơi kỳ. Thiếu cái gà, bạn thiếu cái chữ này là cái chữ. Bảo là cái gì?
có thể là cháu nhìn theo hướng này, bạn trai nhìn theo hướng, hoặc là đánh giá xem là Trang với Quỳnh ai sẽ là người đẹp hơn. Của bạn nào? Với hai sản phẩm này nha, bảo mẫu rồi. Mẫu đây gì ạ? Các bạn đã review cái này là bức tranh như thế này đây. Rồi, cùng ra đi nào. Bạn nhìn theo hướng này thì bạn cũng đang đen cái này. Nhưng mà cái này thì bên ngoài nó màu vàng, nhưng mà bạn ấy cũng vẽ khá là đẹp. Trang này, cái gì Trang? À đấy là cái kia gọn 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 của cái mắt. Nhưng mà không có mấy cái viên, nhưng mà cái thạch của nó thì lại ở giữa cơ. Cái nắp của Trang to to thế, nắp của Trang như cả bê tông này. Nắp bạn là Thành và cái Quỳnh ở giữa đúng không? Đây ở giữa nhưng mà Trang lại biết môi ở bên kia nữa. Cái thạch của Trang này là thạch nó bị xô. Thạch nó bị xô hết vào bên rồi, chắc là kiểu như quá hạn sử dụng ấy. Đấy. Thì mình sẽ bình chọn cho Quỳnh. Cái đấy là Vi kết luận ai nhỉ? Vi kết luận ai? Quỳnh. Thế thì theo như cái bản đánh giá của tất cả các bạn là cái đánh giá của Quỳnh. Chú thấy này nhá, mỗi bên đều có một người thắng đúng không? Mỗi bên đều có một người thắng. Thế thì cái trận thi tài khả năng vẽ này thì chưa đội nào thua đội nào đúng không? Vì lần trước là chúng ta đã có một lần hòa rồi, bây giờ cuối cùng này thì chúng ta lại là hòa tiếp, ok chưa? Thì chắc chắn này trên vấn đề này nó sẽ phải giải quyết gọi là cái gì? Ân oán đúng không? Ân oán này nó sẽ phải giải quyết vào một tập tiếp theo nữa. Các bạn phải đón nhận là đón xem một tập tiếp theo nữa về cái series vẽ này, tại vì ngày hôm nay có 3 sản phẩm vẽ nhưng chưa chọn được ra đội nào chiến thắng cả. Mọi người đồng ý không? Có. Lần này thì hòa nhưng là sao? Chú này không thể thắng được đâu nha. Chú này không có cửa đâu. Cửa. Sao có dám chơi không? Có. Vẫn đi. Nhà là phải có cửa. Nhà là phải có nóc. Không có đúng cửa nó trộm mất đồ. Các bạn ơi, các bạn hay like cho đội mình chiến thắng tập sau và tập này. Còn nếu mà các bạn muốn cho đội bên kia mà chiến thắng thì các bạn hãy bấm đăng ký nha mọi người. Đây là mình hòa thì tập sau mình sẽ không để cho đội chiến thắng được đâu. Hãy nhớ đấy luôn mà các chị. Con nhỏ đáng ghét. Lần sau đội kia không có cửa đâu. Mình bốc thăm lại à. Chốt lại vòng 3 nhá, chốt lại vòng 3 của chúng ta là hôm nay là hai đội đã hòa. Hòa vòng 3 này nhé, hòa tất cả cái video này. Clip này, đấy. Phần thưởng chia đều cho cả hai đội. Quỳnh cười. Đây là đi mập. Đây là cặp sư rứa. Và không thể thiếu một thành viên rất quan trọng. Trang đen. Ồ, chào mọi người. Chào các bạn nha.